Xin chào quý chị và các bạn. Thì trước mặt em đây đó chiếc Hyundai Grand i10 phiên bản hatchback, bản cao nhất của phiên bản hatchback số tự động 4 cấp. Thì trong video này thì em sẽ báo giá cho quý khách hàng chính sách của i10 thời điểm là giữa tháng 10 năm 2024, thời điểm giảm 50% lệ phí trước bạ. Chương trình đang ở giữa chu kỳ, là chu kỳ dự thuế trước bạ là 3 tháng, tháng 9, tháng 10, tháng 11. Thì hiện tại bên em cũng tháng này thì là cái giá xe nó tốt hơn tháng trước một chút. Ở đây thì i10 hiện tại bên em phiên bản này có giá niêm yết là 435 triệu, thì hiện tại đang giảm cho quý khách hàng là về 417-418 triệu, quà tặng kèm theo đó là phim cách nhiệt, trải sàn cao su và bọc vô lăng đó. i10 thì lăn bánh như, ví dụ như ở Bắc Ninh thì em tính cho quý khách hàng Bắc Ninh, Bắc Giang thì cộng thuế cộng chi phí lăn bánh vào thì đâu đó rơi vào khoảng là 445 triệu đó cho chiếc Hyundai Grand i10 lăn bánh. Thì i10 thì sẽ có những cái điểm nổi bật như là hệ thống đèn pha. Ở đây thì pha cốt được tích hợp bóng chiếu halogen chiếu qua bóng chiếu projector la răng, cục đèn LED định vị ban ngày hình boomerang cũng được thay đổi so với phiên bản cũ. Lưới tản nhiệt thì được sơn bóng, thiết kế của i10 có logo 2D đó. La răng thì cũng được phay xước rất là tinh tế. Ở đây thì chúng ta sẽ có kích thước la răng nó là 15 inch. Đấy, gương triệu ngoài tích hợp xi nhan trên gương và có tích hợp tính năng là chỉnh điện, cập điện và sấy gương. Tay nắm cửa ngoài thì tích hợp nút bấm thông minh. Ở phần sau thì cái điểm trừ của i10 thì vẫn là phanh tăng trống, nhưng mà ưu điểm của phanh tăng trống thì cho cái lực phanh tốt và cái giá thành thay thế sửa chữa phanh tăng trống rất là rẻ. Chúng ta sẽ có cảm biến áp suất lốp được nâng cấp so với phiên bản cũ. Ở phiên bản này thì chúng ta sẽ có cái áp suất lốp hiển thị chi tiết hơn ở trên màn hình. Đây là tiêu hao nhiên liệu của i10 rất là tốt. Ở ngoài đô thị thì chỉ có 5,3 lít này, đường kết hợp là 5,7 lít và trong đô thị chỉ có khoảng 6 lít rưỡi. Ở i10 thì phiên bản này thì được tích hợp camera lùi vẫn như phiên bản cũ và có hai cảm biến lùi. Cốp của xe khá là rộng. Vào phần nội thất thì quý anh chị có thể thấy là i10 phần nội thất thì cũng được trang bị với tông màu đen chỉ đỏ. Đen chỉ đỏ này ghế da hoàn toàn đen chỉ đỏ. Đó. Về phần nội thất thì được trang bị những cái tính năng như ga tự động cruise control, rồi các cái đèn pha tự động cũng được nâng cấp so với phiên bản cũ, đèn nổ start top, điều hòa thì vẫn là chỉnh cơ. Cái hộc để đồ cũng rất tiện lợi và cái khóa cửa gió thì cũng được điểm đỏ rất là thể thao. i10 đóng cửa rất là chắc chắn đấy, quý anh chị có thể thấy đóng cửa rất là chắc chắn. Hàng ghế thứ hai của i10 rất là rộng đó, hàng ghế thứ hai rất là rộng. Hàng ghế này thì phân khúc A nhưng mà rộng ngang phân khúc B thưa quý anh chị, có cửa gió điều hòa cho hàng ghế phía sau. Đó, cửa i10 đóng rất là chắc chắn. i10 thì hiện tại bên em vẫn có những màu sẵn giao như là màu đỏ, màu trắng đấy, màu xanh. Quý anh chị quan tâm đến Hyundai i10 thì xin lòng liên hệ với số điện thoại em để trên màn hình. Em sẽ báo giá và tính giá lăn bánh cho quý anh chị tốt nhất, và cũng quà tặng tốt nhất cho quý anh chị. Em cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị trong những video tiếp theo.